Chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đến với kênh Bếp Việt. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món mứt đu đủ dẻo giòn ngon, miếng mứt đu đủ lên phấn đều, có màu đẹp để chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới. Mình sử dụng 2 lít rưỡi nước, 30g vôi trắng loại dùng để ăn trầu, hòa tan vôi với nước. Sau đó để cho vôi lắng xuống, trong thời gian này mình đi sơ chế đu đủ. Để làm món mứt đu đủ, mình chuẩn bị một quả đu đủ xanh nặng 2 kg. Chút nữa sơ chế xong mình sẽ cân lại chính xác để tính lượng đường cần sử dụng là bao nhiêu gram nhé cả nhà. Các bạn nên chọn những quả đu đủ tươi, mới hái, cuống xanh còn nhựa, quả có dáng dài. Những quả này sẽ có ít hạt, cùi chắc dày khi làm sẽ ít hao hơn. Chọn những quả xanh già, không nên mua đu đủ non quá sẽ không đủ ngọt và thơm, làm sợi mứt mềm nhăn nheo, còn đu đủ chín quá, cùi mềm chứa nhiều nước, mứt sẽ nhũn và dẻo ăn không ngon. Để làm mứt các bạn dùng loại đu đủ ruột trắng, vàng hoặc đỏ đều được, miễn sao quả đu đủ còn xanh chắc quả là được. Mình đem gọt sạch phần vỏ xanh này đi. Về màu sắc của mứt thì các bạn có thể thay đổi tùy theo sở thích. Nếu thích màu xanh, các bạn dùng màu xanh của lá dứa, màu hồng của thanh long ruột đỏ, lá cẩm, màu tím của hoa đậu biếc, màu vàng từ quả danh danh, màu cam từ quả gấc. Gọt xong đem rửa sạch mủ, cắt quả đu đủ làm đôi theo chiều dọc, bỏ hết phần hạt bên trong. Mình cắt đu đủ ra làm 4 phần, các bạn cắt đu đủ dài tầm khoảng từ 8 đến 10 cm tùy theo sở thích. Tiếp tục cắt thành những lát dày 1 cm. Mình cắt bỏ phần cứng phía bên ngoài này đi để thanh đu đủ được đẹp hơn. Tiếp tục cắt thành những thanh đu đủ dày vừa thôi khoảng 1 cm, đừng cắt nhỏ quá vì khi xên miếng đu đủ còn teo lại nữa nhé. Mình cắt bỏ phần ruột này đi. Mình chuẩn bị một thau nước, cho vào một thìa canh muối hạt, hòa tan muối với nước. Cắt xong cho đu đủ vào thau nước muối pha loãng này, ngâm 20 phút để loại bỏ hết mủ đu đủ, khi ăn mứt sẽ không còn mùi hôi của mủ đu đủ nữa. Ngâm xong mình đem đu đủ đi rửa lại với nước 3-4 lần, hoặc khi thấy đã được rửa sạch, không còn mùi hôi của mủ đu đủ và vị mặn của muối nữa là được. Mình cho hết đu đủ vào thau, chắc phần nước vôi trong mà mình vừa mới pha lúc nãy vào đây luôn. Mình chỉ lấy phần nước trong ở phía bên trên này thôi nhé. Nếu không thích dùng nước vôi trong thì các bạn có thể thay thế bằng cách ngâm đu đủ với nước chanh pha loãng. Công đoạn ngâm với nước vôi trong hoặc nước chanh pha loãng sẽ giúp cho mứt đu đủ tăng độ giòn dẻo dai. Mình ngâm như vậy thì khi xên đu đủ sẽ không bị mềm nát, thành phẩm mứt đu đủ dẻo giòn ngon hơn. Mình để ngâm đu đủ với nước vôi trong từ 6 đến 8 tiếng. Đây là đu đủ mình đã để ngâm với nước vôi trong được 6 tiếng rồi đây các bạn. Thanh đu đủ sau khi ngâm đã đạt được độ dẻo giòn, mình cầm thấy thanh đu đủ chắc hơn, mẻ thấy dẻo giòn như thế này là được nhé. Mình đem đu đủ đi rửa lại với nước cho thật sạch, rửa thấy sạch mùi vôi là được. Rửa xong mình để đu đủ cho ráo bớt nước, bắc lên bếp một nồi nước. Đun cho nước sôi, cho đu đủ vào trần sơ với nước. Các bạn đun cho nước thật sôi rồi mới cho đu đủ vào nhé. Trần sơ khoảng từ 1 đến 2 phút thôi, không cần phải đợi nước sôi trở lại. Cũng không nên trần đu đủ quá lâu, sẽ làm sợi đu đủ chín mềm, không còn giữ được độ giòn nữa. Trần xong mình vớt hết đu đủ ra. Cho liền vào thau nước đá lạnh mà mình đã chuẩn bị sẵn. Mình cho đu đủ vào thau nước đá lạnh để sốc nhiệt, làm tăng độ giòn cho miếng mứt. Đợi một chút cho đu đủ nguội bớt thì vớt ra rổ để cho ráo bớt nước.
Sau khi sơ chế mình cân lại được 1,2 kg đu đủ. Với 1,2 kg đu đủ mình sẽ dùng 800g đường trộn đều đường với đu đủ. Nếu thích ăn ngọt thì các bạn tăng lượng đường lên một chút, còn thích ăn ít ngọt thì các bạn sử dụng khoảng từ 650 đến 700 g đường là vừa đủ. Nếu dùng ít đường quá thì mứt cũng không lên phấn đẹp được đâu nhé cả nhà. Khoảng 2 đến 3 tiếng các bạn chịu khó đảo đều một lần để giúp cho đu đủ ngấm đều đường nhé. Để ướp với thời gian 10 tiếng cho đường tan hết, đu đủ cũng ngấm đều đường. Nếu có thời gian các bạn nên ướp đu đủ rồi để ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 đến 2 ngày vì đu đủ để trong tủ lạnh ướp càng lâu sẽ càng giòn và sợi đu đủ càng trong hơn. Sau khi ướp xong mình chắt hết nước đường ra để riêng. Hôm nay mình làm mứt đu đủ màu vàng nên mình dùng 10g quả dành dành hay còn gọi là quả chi tử. Dùng quả này nó không có mùi giống như bột nghệ đâu nhé cả nhà. Nếu các bạn mua được quả đu đủ ruột vàng thì mình không cần dùng thêm nước quả dành dành để tạo màu nữa. Đập dập đem pha với 110ml nước nóng khoảng 10 đến 15 phút. Ngâm xong mình đem lọc lấy 100ml nước màu. Trộn đều nước quả dành dành với đu đủ. Ướp với thời gian là 30 phút để cho đu đủ ngấm đều màu. Cho hết phần nước đường vào chảo. Bật bếp để ở mức lửa lớn. Khi thấy nước đường hơi sệt lại, chắt hết phần nước quả dành dành dùng để ướp với đu đủ vào. Đun thêm một chút cho nước sệt lại, phần nước màu mình cho vào sau thì màu mứt sẽ tươi hơn. Khi thấy nước đường sệt lại như thế này, cho đu đủ vào. Các bạn không nên cho đu đủ vào xên quá sớm, xên lâu sợi đu đủ sẽ bị teo lại, ăn miếng mứt cũng sẽ dai và ít giòn hơn. Lúc này nước còn nhiều thì lâu lâu các bạn đảo mứt một chút cho đều, không cần phải đảo liên tục đâu. Tiếp tục xên cho đến khi thấy nước cạn, nước hết như thế này. Mình hạ lửa xuống mức lửa nhỏ hơn mức trung bình một chút, tiếp tục đảo đều tay liên tục để tránh cho mức bị cháy khét. Lúc này đu đủ dính vào nhau, mình vừa đảo vừa gỡ nhẹ cho thanh đu đủ rời ra. Hôm trước có bạn hỏi mình sao bạn dùng đường vàng để làm mứt thì không lên phấn trắng. Đối với các loại mứt làm cần lên phấn thì ngoài cách sơ chế nguyên liệu, cách xên mứt thì các bạn chỉ sử dụng đường cát trắng đúng định lượng thì mới lên phấn đẹp được. Còn các loại mứt dẻo thì các bạn dùng các loại đường khác nhau đều được nhé. Quanh viền chảo có những mảng đường trắng trắng, khô lại hơi cứng thì hạ lửa xuống mức lửa gần nhỏ nhất. Bếp điện các bạn dùng có 9 số thì mình để lửa ở mức số 2. Khi thấy nước đường rút gần hết, tiếp tục đảo đều tay nhanh hơn một chút. Lúc này các bạn chỉ để ở mức lửa này, không tăng cũng không giảm nữa nhé. Nếu tăng xong rồi giảm hoặc giảm rồi tăng sẽ làm nhiệt độ không đều, mứt sẽ cháy, đường đóng cục không lên phấn được. Tiếp tục đảo mứt đều tay liên tục. Sau thời gian xên sẽ thấy lớp đường phủ lên trên mứt đu đủ đã khô. Các bạn thấy đường kết lên thanh đu đủ một lớp phấn trắng mỏng rất đẹp mắt. Bây giờ mình tắt bếp, tiếp tục đảo đều. Đường thừa sẽ tự động rơi ra, hạt đường nhỏ mịn không dính chảo, đảo đều cho đến khi mứt đu đủ nguội hẳn thì mới cho ra khay. Mình xên như vậy thì mứt sẽ khô ráo hoàn toàn, thời gian bảo quản sẽ được lâu hơn, các bạn cũng không cần phải đem đi phơi nắng hay sấy khô bằng lò nữa. Phần đường dư này các bạn đừng bỏ đi mà hãy dùng để pha nước uống cũng rất ngon. Mứt đu đủ sau khi xên xong có màu vàng nhẹ đẹp mắt, sợi mứt giòn nhưng không bị dai, có mùi thơm nhẹ, bùi bùi ăn ngon hơn mứt bí đao. Với cách làm món mứt đu đủ này, mình đảm bảo cả gia đình ai cũng mê. Nếu có thắc mắc gì cần hỏi các bạn hãy comment bên dưới video. Để nguội hoàn toàn trước khi bảo quản, nếu mứt còn ấm hoặc nóng mà các bạn cho vào túi hoặc hũ đậy kín sẽ khiến mứt nhanh bị chảy nước và mất ngon. Bảo quản mứt trong túi ni lông hoặc lọ thủy tinh đậy kín nắp. Khi sử dụng chỉ nên lấy ra một lượng mứt vừa đủ dùng. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video này của mình. Nếu thấy hay các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.